Y123 xin chào các em. Hôm nay Y123 giới thiệu các em về cách điều chế khí clo. Mời các em theo dõi nhé. Dụng cụ điều chế gồm có một nguồn điện 12V, một công tắc, hai điện cực bằng carbon. Carbon than chì đấy. Carbon là than chì đấy. Một điện cực đối với cực âm của nguồn gọi là anode, một điện cực đối với cực dương của nguồn gọi là cathode, một bình thủy tinh. Hai dụng cụ hóa chất đó là dung dịch muối ăn natri clorua và chất chỉ thị màu phenolphthalein. Bây giờ chúng ta đổ dung dịch muối ăn vào bình. Hai, ba, bốn, năm, sáu, đổ đầy bình luôn. Sau đó ta đóng công tắc. Mời các em quan sát nha. Các em quan sát thấy gì đây? Tại điện cực đối với cực âm nguồn điện có khí bay lên. Tại điện cực đối với cực dương của nguồn điện cũng có khí bay lên. Khí bay lên. Thì nhìn vào điện cực âm ta thấy vậy, tại sao có khí bay lên? Điện cực âm người ta gọi là điện cực âm, phản cực đối với cực âm này người ta gọi là cathode. Khí đây là khí gì? Là chính là khí hydro, chính là nước giải phóng ra electron tạo thành hydro và OH trừ. OH trừ là nhóm hydroxit. OH trừ từ nhóm hydroxit, đây chính là khí hydro. Còn tại anode, anode là cực dương, khí bay lên đây chính là ion clo trừ giải phóng ra đấy từ lông tạo ra khí clo bay lên. Đây chính là khí clo bay lên. Khí clo bay lên. Thì lưu ý rằng là trong ở đây, trong thì điện với điện phân này người ta gọi là điện phân có màng ngăn. Màng ngăn. Điện phân có màng ngăn để làm gì? Để cho khí hydro và khí clo không gặp lại nhau nữa. Và không không tiếp xúc với nhau để xảy ra không có phản ứng hóa học xảy ra. Lưu ý là như vậy. Đây là một này. Hai này. Đây, như vậy Y123 đã giúp các em hiểu được điều chế clo bằng cách nào, bằng cách điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn. Điện phân phân dung dịch muối ăn có màng ngăn. Có cái sản phẩm sau điện phân là gì thì các em nhìn qua ra đây nhá. Có nhóm OH trừ, tức là trong dung dịch có bazơ mà cụ thể là NaOH natri hydroxit. NaOH natri hydroxit. Bây giờ chúng ta dùng phenol thả vào thì phenol ta lên không màu, chuyển lên màu hồng đấy, chứng tỏ trong đó có dung dịch natri hydroxit. Như vậy Y123 giúp em biết được cách điều chế clo bằng cách điện phân dung dịch muối ăn. Một nữa Y123 xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.